Em chào anh chị em của chúng mình đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2024, thứ bảy cuối tuần rồi. Em chúc cho anh chị em của chúng mình luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nhé. Mấy bữa nay thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn của anh em gửi về cho mình, giống như là một số anh chị em của chúng mình đang chuẩn bị xe hồ mới. Rồi một số anh chị giống như là mọi người muốn làm hồ bằng chậu kiển. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mọi người nhờ mình chia sẻ một cái video cụ thể từng bước xử lý luôn. Thì trong video này để đáp ứng yêu cầu của mọi người thì em mời anh chị em cô chú cùng như là em sẽ về tỉnh Hải Phòng nha. Mình ghé nhà của em Công để mình tham quan cái mô hình hồ cá coi tầm cỡ khoảng 300 lít giống như mọi người thấy nè. Đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ của mình hoạt động được 3 tháng, nước trong cá khỏe dạng người. Và trong video ngày hôm nay mình cùng như là mọi người sẽ xem coi là để hoàn thiện một cái mẫu hồ giống như của Công thì mình trải qua những cái công đoạn nào, và đặc biệt tổng chi phí để hoàn thiện hồ của mình nó tầm cỡ khoảng bao nhiêu, để cho anh chị mình đang chuẩn bị làm những cái mẫu bằng chậu kiển tương tự giống như của Công á thì mọi người sẽ có một cái sự chuẩn bị tốt nhất nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Bước đầu tiên quan trọng nhất để mọi người làm một cái mẫu tương tự giống như của em Công á là anh chị em cô chú mình chuẩn bị dùm cho Nhân là một cái chậu kiển tầm cỡ khoảng gần 300 lít nha. Sau đó mình sẽ khoan đường ống. Ở đây thì Công làm tổng cộng là hút đáy của mình là 48, hút mặt của mình là 21. Hai đường ống này mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh qua hệ thống lọc của mình. Anh chị em cô chú mình có thể là sử dụng cái ống 200 hoặc là cái thùng 50 lít cũng được. Cái hồ mà tầm cỡ khoảng 500 trở lại thì mọi người làm lọc bằng ống 200 nha. Còn từ 500 trở lên thì mình nên mua những cái thùng tầm cỡ khoảng 50 lít hoặc là 80 lít mình làm lọc nha cả nhà. Anh chị em cô chú canh sao mà nó cao bằng hồ chánh của mình nha, sẽ nổi ra bên ngoài. Sau đó mình xử lý bằng chuối cây với lại phèn chua. Trước đó mình đã chống thấm rồi nha. Mình xử lý chuối cây với lại phèn chua tầm cỡ khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó mình sẽ tiến hành mình chà tím. Cái khâu chà tím này là quan trọng lắm. Có nhiều anh chị hỏi mình là có nên chà tím hay không thì theo cá nhân riêng của mình á, trong cái thời gian vừa qua mình chia sẻ khá là nhiều cái mẫu hồ, 10 hồ là hết 10 hồ anh em chà tím rồi. Tại sao mình phải chà tím? Tại vì cái hồ này của mình nè, khi mà mình sơn chống thấm, mình sơn đen hoặc là mình nói chung là nối những cái đường ống á, cái mùi keo của nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng nước trong hồ của mình. Mặc dù là có thể là mình vệ sinh nó kỹ rồi, nhưng mà nên chà tím để cho nó diệt đi những cái đó nha. Ví dụ vật liệu lọc của mình rồi đó, sứ thanh, sứ viên, nhâm thạch, xi mát gì đó, thì nhiều khi nó sẽ bám những cái khuẩn ở trong. Mình không chà tím thì thả cá vào nó dễ ăn vây nè, rồi nó làm cho cá của mình bị lở mình, bị đỏ mình. Nên là trước khi mình chạy lọc thả cá thì anh chị em cô chú mình nên chạy tím một ngày nha. Còn những cái hồ bằng chậu kiển hay có thể là mình chạy nửa ngày cũng được. Anh em cho tím thì không nhất thiết là mình phải đông đo nó đủ đâu. Ví dụ như thông thường mình trị bệnh thì 2g trên một khối. Còn khi mà mình chạy tím trước khi chạy lọc thả cá đó thì anh chị em cô chú mình cho nó sậm lên một tí xíu cũng không sao hết. Tại vì khi mà mình chạy xong rồi mình sẽ bỏ hết cái nước này. Có nhiều anh chị thì xử lý bằng vitamin C hoặc là bằng oxy già cũng được. Mình có làm mấy cái video mình hướng dẫn rồi. Nhưng mà mình cho mọi người một cái lời khuyên là những cái hồ mini tầm cỡ khoảng 500 hoặc là khối trở lại nên bỏ luôn. Bỏ luôn, mình cho nước mới vào thì nó sẽ hay hơn nha. Sau khi mình chạy tím xong rồi, mọi người sẽ đến cái khâu cuối cùng, đó là mình sẽ chạy lọc thả cá nha. Chạy lọc thì anh em có thể là chạy 1 ngày, 2 ngày cũng được. Nhưng mà đối với lại những cái mẫu hồ mini giống như của Công á thì mình nghĩ là mọi người nên chạy tầm cỡ khoảng 1, 2 ngày thôi. Sau đó mình sẽ thả cá. Có nhiều anh chị thì xài nước máy, có nhiều anh chị thì xài nước giếng. Giống như mình ở đây thì mình xài nước giếng nha. Và mọi người hỏi mình là nước máy với lại nước giếng á, nước nào mình nuôi cá coi tốt hơn? Thật sự là nước nào nuôi cũng được nha cả nhà. Nhưng mà trước khi thả cá thì mọi người cần phải chạy lọc tối thiểu nhất là một ngày nha, để cho cái vật liệu lọc với lại cái nước của mình á, ví dụ như có những cái clo rồi này kia nó sẽ bốc hơi bớt đi. Thì đó là cái lý do mà hầu như tất cả những cái hồ cá coi á, trước khi thả cá thì mọi người đều phải chạy lọc nha. Có nhiều bạn thì mình thấy ẩu quá, giống như ngay cái chỗ mà chạy tím xong rồi là mọi người thả cá luôn là không được đâu nha, nó bị sốc nó nhảy ra bên ngoài á, nên chạy lọc này hãy thả nha. Thì khi mà mình mua cá về, mọi người đừng có bắt mình thả vào bên trong hồ luôn. Giống như hồi nãy mình nói rồi, nó sẽ bị nhảy ra bên ngoài do nó bị sốc nước. Còn không nhảy ra bên ngoài thì có cái trường hợp là mình cứu không được luôn nha. Thì bây giờ nguyên cái bọc đó mình sẽ để vào bên trong hồ. Cái mục đích mà mình để nguyên cái bọc này vào bên trong hồ á, để cho con cá của mình nó quen với lại nhiệt độ nha. Giống như ở ngoài tiệm á, nhiệt độ là 22, về hồ của mình nhiệt độ là 25. Nó khác nhau, nó trên nhau là 3 độ nha. Về mình ý y á, mình thả vào bên trong luôn, nó chịu không được, nó sốc, cứu không được nè. Rồi nhiều khi nó nhảy ra bên ngoài. Anh em để tầm cỡ khoảng 15 cho đến 30 phút nha, để cho con cá của mình nó quen với lại cái nhiệt độ bên trong hồ của mình á, rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình thả. Khi mà thả nó vào bên trong hồ sẽ có hai cách cho mọi người lựa chọn. Một là nếu mình mua cá này ở cái nguồn mà tin tưởng không sợ bị bệnh, giống như là ký sinh nè, rận nước, trùng mỏ neo vân vân, thả vào bên trong hồ luôn. Còn nếu như mình nghi ngờ con cá này á
trong một cái môi trường ở ngoài tiệm, ngoài trại đó, nước nó dơ quá đi, sợ nó sẽ mang cái mầm bệnh vào bên trong hồ của mình. Nếu như ở nhà mình có cá cũ rồi thì anh chị em cô chú mình sẽ bắt ra bên ngoài mình tắm tím nha. Tắm tím anh chị em cô chú mình tắm tầm cỡ khoảng 15 cho đến 30 giây rồi mình thả nó vào bên trong hồ nha cả nhà. Đó thì đây là em Công giống như là mua cá ở cái nơi uy tín nên là mình sẽ thả vào bên trong hồ luôn. Thì đây là kết quả hồ của em Công ở thời điểm hiện tại nè mọi người. Do mình làm đúng quy trình nên là cá của mình nó sẽ hạn chế nhảy ra nha. Có nhiều anh chị hỏi mình là sao cá anh mới thả tầm cỡ khoảng một đêm mà sáng nó nhảy ra 3-4 con. Là do cái chất lượng nước của mình là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là mình xử lý nó nhanh quá đi nên là con cá của mình nó chịu không được, bắt buộc nó phải nhảy ra bên ngoài thôi. Thì anh chị nào ở nhà đang chuẩn bị làm hồ, đặc biệt là chậu kiển tầm cỡ khoảng 300 giống như của Công, thì anh chị mình tham khảo cái quy trình mà Công xử lý hồ nha. Quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, mình nghĩ là rất là nhiều anh chị em cô chú mình sẽ quan tâm nha. Đó là để hoàn thiện một cái mẫu tương tự giống như của em Công thì mình cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Có rất là nhiều anh chị hỏi mình nhưng mà thật sự là chia sẻ không thể nào chính xác được 100%. Nhưng mà trong video ngày hôm nay mình sẽ liệt kê ra nó sẽ dịch tầm cỡ khoảng gần 30 nha, gần 30% á, cho anh chị em cô chú mình tham khảo. Công chia sẻ với là mình là cái chậu này là Công ở nhà có sẵn nha. Ngày trước là mình mua về để mình trồng cây kiển nhưng mà không sử dụng. Bây giờ Công tận dụng để mình làm hồ luôn. Thì mọi người ra ngoài tiệm mình mua 700, 800, 1 triệu gì đó mình cộng vào nha. Tiếp theo là mình sẽ mua ống. Ống thì nó cũng không bao nhiêu, tầm cỡ khoảng mấy chục, trăm mấy thôi. Tiếp theo nữa là mình sẽ mua những cái thùng hoặc là những cái ống 200 để mình làm lắng nha. Cái đó thì nó rao vào tầm cỡ khoảng 200 mấy cả nhà, 200, 250. Rồi cái dàn ba ki, dàn ba ki thì mọi người có thể là mua 3 tầng hoặc là 4 tầng giống như của Công nha. Thì mấy cái dàn ba ki này nó rao vào, nếu mà người ta bán cho mình luôn á, tầm cỡ khoảng 800 cho đến 1,2 triệu. Rồi máy bơm nữa, máy bơm thì cái hồ chánh này của mình ở đây tầm cỡ khoảng là 300. Thì chắc chắn rồi, mọi người muốn cho cái hồ của mình nó hiệu quả thì phải xài cái bơm ít nhất là 4.000, còn không là giống như của Công nha. Hiện tại bây giờ Công đang xài hai bơm, một bơm 4.000 và một bơm 800 lít trên giờ ở nhà mình có sẵn. Như vậy là tổng bơm của mình là 4.800. Thì cộng chung hết luôn là anh chị em cô chú mình để mà hoàn thiện một cái mẫu tương tự giống như của Công á, mình chưa có tính cá nha, nó tầm cỡ khoảng ngoài 2 triệu nha cả nhà. Thì để mà chắc ăn luôn, tại vì khi làm hồ á nó sẽ phát sinh những cái vấn đề A, B, C, D nên là mọi người chuẩn bị dư ra tí xíu tầm cỡ khoảng 2.500.000 là anh chị em mình đã có một cái mẫu mini tầm cỡ khoảng 300 lít làm bằng chậu kiển giống như của em Công rồi nha. Thì ngày hôm nay mình cùng với lại Công đã giới thiệu với mọi người một cái mẫu hồ cá coi bằng chậu kiển 300 lít rất là dễ thương. Cái quy trình mình làm hồ cũng như là những cái bước xử lý và đặc biệt là tổng chi phí để hoàn thiện một cái mẫu giống như của Công là 2,5 triệu. Thì anh chị nào ở nhà đang chuẩn bị làm thì mình có thể là tham khảo cái kinh phí để mình chuẩn bị tốt nhất nha. Còn nếu về cái vấn đề lọc á, anh chị mình chưa biết làm như thế nào thì cứ nhanh tay liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà hoàn toàn miễn phí 100% nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh Á Công, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của Công làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Công chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said.
that you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.